Dạ em xin kính chào mọi người, hôm nay em giao lưu với mọi người lô lộc vừng và mấy cây dúi ha. Lộc vừng ôm đá, cây thành phẩm chi tết với dúi ha. Cây nào cũ cũng giữ giữ nha anh chị. Đó, cây dúi nè, có bông có trái luôn anh chị ơi. Trái rất là đẹp luôn ha. Rồi, cây đầu tiên là cây lộc vừng. À, một cây lộc vừng ôm đá ha. Ừ. Để của nó đây. Có một số chỗ thì cũng hơi bị chạy chạy nè. Chạy ở ngoài da này ha. Đó, tay cành của nó nè. Đó, nó, mấy cái này là lặt lá để cho đâm chồi mới nè ha. Có những chỗ nó đã đâm chồi rồi, có những chỗ thì nó đang đâm chồi nhỏ thôi. Cao đi tới đây á là 50. Rồi em đo cái thằng ngang của nó là 57. Cọng đế có cọng đế nên bị chạy đây nè, quay gần cọng đế nè. Nó bị chạy ở ngoài da ha, cho nó cọ với nhau đó mọi người. Chỗ này nó cũng có bị chạy. Lộc vừng thì mấy cây này dạng cây cũng dễ sống lắm ha. Rồi mã số này là mã số X1. À, cái này nó có cái sẹo đá kéo sẹo rồi ha. X1 này em giao lưu với mọi người là 1.500.000 em bao ship. Mã số X2. Cây này đẹp lắm nha anh em. À. Cây này mã số X2 ha. Ồ, cây này lùng lực đẹp kinh khủng luôn em ơi. Hoành ở đây là 15,5. Chiều cao nó là 41. Tàn á là 60. Đây. Khoan, đây quay cho anh em xem. Tại vì khi người ta bẻ nó hơi bị nứt chỗ này, không sao nha anh chị. Tại nó lâu rồi. Nhưng mà vẫn đâm chồi sống bình thường. Tại khi ta bẻ nghe co hơi gắt á. Rồi. Rất là đẹp luôn. Mã số này là mã số X2. Giao lưu với mọi người là 1.700.000 em ba ship. Rồi 1.700.000 nha anh chị. Cây này đẹp dữ lắm, đẹp ha. X3. Mấy cái này là nó đâm chồi nè, hồi đầu mấy cái này nó cũng sẽ từ từ đâm chồi thôi ha. Tại vì nhánh đổ thì đâm chồi trễ hơn mấy nhánh trên nha anh chị. Cái này lá thì nó đã ra chồi mạnh rồi. Cái lộc vừng ha. Quanh nó là 10. Chiều cao nó là 43. Tàn ngang của nó là 69. Mấy cái này là chậu thì chiều dài của cái chậu này là 34. Có một số chỗ này nó chưa ra chồi ha. Rồi mã số này là mã số X3. 1.500.000 em bao ship. X3 triệu 5 nha. Cây rất là đẹp nha anh chị, cây chơi cái này đáng đồng tiền ha. Ôm đá. Mã số X4. À. Cây này đẹp dữ rồi nè anh chị ơi. Cây này đẹp lắm nè. Hoành ở đây là gần 16. Chiều cao của nó là 47. Tàn của nó là 58. Rồi mã số này là mã số X4. Em giao lưu với mọi người là 1.500.000 ba ship. Ôi ôi, cây lô này cây đẹp đẹp không anh chị ơi. Nè, quá đẹp luôn. Đây cây này khi vận chuyển đó nó đụng nhau nó cạ nhau không sao nha anh chị. Làm cho quái cây thêm thôi, già thêm. Có mấy chỗ chì chì này ha. Cái này là có cái sẹo lúc lâu rồi. Có bị chì một số cục rễ ở đây. Hoành đây là 13,5. Chiều cao của nó là 50.
X5 này có mấy cọng rễ bị chạy ha. Rồi X5 này em Zalo với anh chị là 1.500.000 ba set. Lô này cây rất là đẹp nha anh chị. Đó, về chơi Tết là hết chỗ chơi luôn anh chị ơi. X6. Hoành ngay cổ này là 10.5. Chiều cao của nó là 4.50. Tàn của nó là 55. Rất là đẹp luôn ha. Này có cái dấu, có cái dấu nứt lâu rồi nè. Đi gần lên. À, nó bị nứt lâu rồi nha mọi người. Rồi mã số X6, 1.500.000 em bao ship. Chuồng cây rất là đẹp. Hơn cục đá nữa ha. Đế nó nó chạy chạy ha, có mấy cái chỗ chạy được chạy đây. Cái loại này nó dễ bị chạy cỏ nhau nhiều á. Cục mà cục đế nó này ha, hơn cục đá nè. Quanh ngay đây là 10. Cái cổ này là 11 nè. Chung là nó cũng cỡ không mọi người ơi. Chiều cao của nó là 55 ở đây. Cái tàn của nó là 50. Mấy xẹo à, cái dấu cắt cũ á. Rồi mã số này là mã số X7. Zalo với anh chị là 1.500.000 bao ship. Rồi tiếp theo là lô dúi nha anh chị. Lô dúi cũ ha. Cũ dúi rất là quái luôn. Rồi mã số X8. Cũ rất là quái luôn. Cây dúi ha. Dúi này thì lá nó cũng già, mình về mình lặt lá bớt nha mọi người. Nè, cho nó đâm trời lá mới. Đâm trời lá mới cho nó đẹp đó. Ha. Cho thay lá cho đẹp. Này quan trọng là mình ưng cái cũ thôi ha. Cũ rất là quái. Có cộng, có cái cộng đế này nè, nó về ha. Hoành ngay đây là 12 thôi. Cũ nó là 34. Cũ 34. Chiều cao nó 33. Đường kính cái bầu này là 19. Đây. Nó chạy chỗ này nè. Cái xẹp chỗ này nha. Rồi mã số X8. 800.000 em bao ship. X9. X9. Hoành nó 11. Chiều cao nó là 29. Tàn nó là 47. Lá nào già nữa mình về mình lặt lá cho nó đẹp lại ha. Mã số X9. 800.000 em bao ship. Dúi đồng giá 800.000 ha. X10. Cây nào cái nấy cũ bự lắm nghe anh chị. Hoành ở đây là 13. Chiều cao nó là 30. Tàn là 47. Cũ là 33. Tại nhìn da nó sần sùi như vậy ha. Mã số đây là X10. 800.000 ba ship. X11. Quá trời anh cũ. Hoành ở đây là 11. Chiều cao nó 35. Cũ là 36. Tàn của nó là 49. X11 ha. Đế già. X11 đẹp như luôn. Chị cũng 800.000 bao ship. Mã số X11. X12 à, cây này nó có coi cọng đế dưới đây dính rồi. Dán nó nè. Dán quái lắm. Hoành ngay đây là 11. Chiều cao là 31. Tàn là 40. Rồi X12. Này mấy cái đường chặt túng hồi xưa lâu rồi ha. X12 800.000 bao ship. X13.
Hoành đây là 9,5 gần 10. Chiều cao nó là 27. Cái này ngang nó là 43. Cái cũ nó là 32. Trời ơi, cũ đúng này ha. Cô chú anh chị thấy cái cũ quá. Quá vậy, cũ rồi ha. Rồi mã số này là mã số X13 800.000 em bao ship. Rồi X14. Đó, đây nè cô chú anh chị, người nào mà không mới chơi dúi không biết á, đây có bông của trái đây cô chú anh chị xem ha, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó nữa nè, bông nó gắt lại đây nè, ra chày trái luôn. Mấy cái lá này là cho lá mới là đó, cái màu xanh tươi đẹp nè. Đó cô chú lá anh chị nha, rất là đẹp đó anh chị. Ngửa ra đầy bông luôn cô chú anh chị, lật lá ra đầy luôn. Đâu hoành ngay đây á là gần 12. Củ này cũng rất là đẹp anh chị ơi. Cao nó là 32. Tàn của nó là 60. Cái củ của nó là 29 nè. Mã số này là X14. Cũng 800.000 luôn em bao ship. Rồi xin chào tất cả anh em đam mê cây cảnh nha anh em. À, hôm nay em có về tiếp một lô kích rễ Trung Quốc. Hàng này em đã sử dụng rồi, nó khá là tốt ha, và rẻ nên em ơi. Cái gói 500g này ha, em bán là, em chia sẻ cho anh em, bán cho anh em là giá là 200.000 đồng. Em bao ship luôn ha, em đào phí ship luôn. 500g anh em xài nói chung là cũng rất là lâu á, em là cây ít cũng rất là lâu á. Tại vì một muỗng cà phê đầy của nó mình pha được 5 lít nước ha. Thôi nếu mà cây phôi mới về á thì anh em tưới một tuần 2 lần. Rồi những mà cây sống khỏe thì mình tưới một tuần 1 lần. Đó, để cho kích thích bộ rễ nó phát triển mạnh ha. À, bảo vệ bộ rễ luôn anh em, không bị chống thối rễ nữa ha. Đây, hàng em đã sử dụng anh em coi. Ổi em mới tưới được có, nói chung là tưới hơn 1 tuần. Đâm, trời, xanh mướt luôn, ổi anh em. Đó, một số cây nó ra rễ luôn rồi. Em đã thử ở dưới đế ra móc ra nó cũng ra rễ hơi trắng này. Hơn từng, nói chung loại này thì sử dụng khá ok nha anh em. Em đã dùng rồi. Còn mấy cây linh sam thì thôi đi, nó phúng đọt như gì luôn á. Này để mình dùng để em tưới gốc mà. Đó. Nói chung là anh em ở nhà mình đam mê cây cảnh á, mình phải có nên một có một loại kích rễ nào đó để trong nhà mình. Khi mình mua cây, khi cây giá trị vài triệu mà mình không có kích rễ cho nó về, có khi cây nó vẫn sống nhưng mà nó xi nó yếu ha. Nói chung cây phôi anh em về nhà nên em khuyên ha là nên sử dụng kích rễ ha, kích thích cho nó để nó cây phôi khi bứng về đó mình kích rễ cho nó để cho nó mạnh cây, nó khi nó phát mạnh rồi là mình không sợ nó bị xi và yếu ha. Nhất là mai vàng hay là tất cả các cây phôi, như mấy cây phôi của em á, em đang ương dâm cho anh em đó, như nguyệt quế của em thì thôi rồi luôn, em tưới vô một cái nó phúng đọt dày hết trơn. Đây em quay cho anh em mấy cây nguyệt quế của em nè. Đó, em cắt chuỗi lá luôn đó nghe anh em. Nghe một số đó nè. Đó, giờ nó đâm chồi mạnh nè. Tại mấy cây bự em chưa bán được nên em dưỡng. Đó, em dưỡng, em dâm lại cho anh em. À, để cho anh em nào, để ra lá mạnh, để cho, để nữa bán cho anh em nè. Mấy cây tày, mấy cây to bên em vận chuyển chưa có được á. Nói chung hàng kích rễ này cũng khá ok ha. Anh em nên để ở nhà một bịch, hoặc là một loại kích rễ nào đó, không phải cần kích rễ Trung Quốc hay đâu anh em. Nói chung là mình có khi mình mua cái cây vài triệu được, lẽ bịch kích rễ hay gói kích rễ hay là một chai kích rễ nào có vài trăm ngàn, có 100-200 ngàn, 50-60 ngàn mà mình không tiếc tiền mình mua, mà mình lại mình không tiếc tiền mua cây gì khi vài triệu, 5-10 triệu, khi anh em mua cây bông trang 10-20 triệu cây mai cũng vậy, mà mình không có về, mình không có kích nó thì nó èo ọt, nó phát triển nó chậm nghe nè. Loại này thì em đã sử dụng rồi, này sử dụng chính cây phôi của em luôn, nguyệt quế, ổi, linh sam rồi ha. Nó phước, nó ra lá, ra đọt, ra rễ rất là mạnh ha. Rồi loại này nói chung cũng ok, giá cũng rẻ anh em ơi. 500g này nè, gói 500g, nếu anh em sử dụng ít đã biết nhiêu lâu, cả năm ngoài luôn. Tại muỗng cà phê đầy thì mình tưới cho 5 lít nước. Cây phôi thì anh em tưới tuần 2 lần ha. Cây sống khỏe thì một tuần 1 lần. Đó, cây khá là đẹp nghe anh em. Đó, cái bịch này nè, nói chung nó đóng gói cũng khá là ok ha. Rồi xin chào anh em ha, hẹn gặp lại anh em
clip sau. Anh em nhớ có gì cần gì thì liên hệ với em qua số điện thoại là 036 450 4945 hoặc là 0788 753 876 ha. Đó, rồi xin chào anh em. Cây khá là đẹp ha. Bịch này nó đóng gối thấy đẹp lắm nghe nè. Sử dụng khá ok ha.